kind of horse presents you? Have you seen one? Yes, sir. It's that I'm here. Đây là cái nhà chim của cô hàng xóm. Lavender đến chơi. Đây là ông cụ tự làm. Trời, nó dễ thương cực kỳ luôn mọi người. Chỗ cho chim ăn nè. Nhà này nó giống như là một cái đẳng cấp hơn của Lavender làm. Mình suy nghĩ là năm sau mình sẽ làm một cái nhà chim như thế này. Và thật sự là nhà của cô cực kỳ ấm áp. Đây là người hàng xóm thân cận nhất mà Lavender thường hay đến chơi. Ông cụ bà cụ cực kỳ dễ thương luôn và đêm qua đã cho cá nhà mình đó. Hai nhà thường hay có cái gì đó, thường hay chia sẻ cho nhau. Lavender muốn đi một vòng khu vườn nhà cô cho mọi người xem.